Drop it. Hello cả nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà đàn gà nhà mình nha. Đây là những chú gà con rất là xinh xắn. Đó. Trong đây là có hai giống gà nha cả nhà. Con gà to đó là giống gà Tây. Rồi con gà nhỏ. Con gà nhỏ là gà quý phi á cả nhà. À. Hai giống gà này á là cùng một tháng tuổi. À, cùng một tháng tuổi nhưng mà sự chênh lệch về ngoại hình nó quá lớn đúng không ạ? Đó, chúng rất là dễ nuôi mà rất là dễ thương, rất là dạn dĩ luôn á cả nhà. Nè bây giờ mình đứng mình quay phim này ha, mình quay mà nó ăn à. Rất là dạn luôn. Giống gà này nó rất là dạn với người. Đó. Giống gà quý phi này á cả nhà. Khi mà nó lớn á, đó bây giờ nó đã có một cái bờm ở trên cái đầu nó rồi, đó có một chòm lông. Và càng lớn nó sẽ càng dài ra. Đó cả nhà thấy không? Đó đó đó. Chòm lông ở trên đầu nó càng lớn nó sẽ càng dài xuống. À, và trên đầu nó có một cái màu, có cái màu nó mà nó càng lớn á, thì nó hình Phật thủ, rất là đẹp. À, nó là những chú gà quý phi. Cái tên rất là kiêu kỳ phải không ạ? Đó, trên cái đầu nó có một cái bồm. Rất là xinh xắn, dễ thương, rất là dạn dĩ luôn. À, một tháng tuổi rất là nhanh nhẹn luôn mà rất là dễ nuôi đó. Còn đây đó, còn có chú gà bự kia là gà Tây. Gà Tây khi lớn lên á thì con trống á, có cái đuôi xòe ra nhìn giống con công, rất là dễ thương. Nên mình sưu tầm mấy cái chú gà này về nuôi làm cảnh đó, rồi chia sẻ cho cả nhà coi. Chúng rất là dễ nuôi và rất là dễ thương. Hôm bữa đó cái có một chú gà quý phi bị bệnh khò khè cái lắc lư cái đầu. Đó là mình pha một chút xíu rượu tỏi. Tại vì mình lúc nào cũng có sẵn một hũ rượu tỏi á cả nhà. Xong cái mình nhỏ vô miệng cho chú uống 7 giọt rượu tỏi thôi. Ngày hôm sau hết bệnh luôn và khỏe mạnh tới bây giờ. Đó. Nên á các bạn ha, mà muốn nuôi gà đó thì mình cũng nên á có một cái hũ rượu tỏi để đó. Trừ những khi nào con gà mà nó trở trời á, nó hay bị bệnh khò khè, hay cái triệu chứng của nó là cảm cúm á, thì mình cho nó uống là hết ngay. Đó, rất là khỏe mạnh luôn. Còn có những cái chú gà Tây này đó, hồi lúc mà mới bắt về đó, nó nhỏ, nó yếu lắm. Nó đi siêu siêu, nó yếu xìu, mình tưởng mình nuôi không được. Thế là mình cũng nhỏ cho mỗi con 7 giọt vô họng. 7 giọt á, lấy cái bình thuốc nhỏ mắt á, mình bỏ cái rượu tỏi vô đó, xong mình nhỏ vô cho nó uống có 7 giọt thôi, chỉ uống một lần thôi. Thế là nó khỏe mạnh luôn. Đó, giờ mình nuôi tới bây giờ nó đã được 1 tháng. Đó, những chú gà này là 1 tháng tuổi nha cả nhà. Rồi, mình chia sẻ cho cả nhà coi đặng biết ha. Biết thêm thông tin những chú gà cưng này. Là cả nhà thích thì mình đăng ký theo dõi kênh ha. Sẽ theo dõi cái tiến trình nó lớn lên, nó dễ thương như thế nào, mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng coi ha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha.